Thì sáng hôm nay bầu trời Sài Gòn rất là đẹp các bạn. Chúng ta ăn phở nha, phở gà mái dầu ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, đã chưa? Tô này là 60.000 đồng. Đó, cái phần gà nè. Da vàng rượm luôn. Qua bên đây là bánh quẩy. Và đây là đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình ha. Sáng hôm nay ở Sài Gòn trời rất là nóng luôn. Chúng ta đi chút xíu nữa rồi sẽ quẹo phải vào đường Lê Văn Sĩ. Từ đây đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá là gần các bạn. Đây, bây giờ chúng ta quẹo phải vào đường Lê Văn Sĩ nha. Rồi đi thêm một đoạn nữa sẽ tới quán phở. Cái nắng và nóng hôm nay phải nói là làm cho người ta cảm thấy sợ luôn á. Mấy hôm trước rất là đã, là trời rất là mát luôn, được khoảng độ 3-4 ngày. Hướng của mình đi là từ quận 8, rồi qua hướng của bên quận 10, rồi qua Tân Bình bên đây ha. Từ đây các bạn có thể theo hướng của đường là Lê Văn Sĩ nè, về quận 3, rồi quận Nhất cũng được nữa. Một lát nữa mình sẽ ăn phở xong á, mình sẽ quay một đoạn đường Lê Văn Sĩ hướng về nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Rồi, và các bạn để ý ha, đây quán phở nằm bên phía tay phải, phở Khang. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày 13 tháng 8 năm 2022 và mình đang có mặt trên đường Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình. Sáng hôm nay mình đến đây để ăn phở gà mái dầu nha. Đây các bạn, phở Khang, phở và lẩu. Đây là món Hà Nội. Phở Khang, lẩu, gà mái dầu truyền thống Hà Nội, 386 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình, số điện thoại 028-3535-5533, 0911-01-3333. Từ đây ra tới sân bay Tân Sơn Nhất khá là gần. Rồi bây giờ chúng ta vô nha. Nghe một người bạn khen là cái quán phở này ngon. Có vẻ mới khai trương đây thôi. Số lượng khách chưa nhiều. Rồi, phở Hà Nội. Đây nhìn trên tường chúng ta thấy nè, phở xum vầy 1, lẩu ngọc kê, mì hoành thánh, phở gà đùi, bún lỗi rùa, lẩu gà, ruột nếp, lỗi rùa trần, phở xum vầy đặc biệt, phở kê gà, lẩu kê gà, gà 4 món. Ở đây họ nói là gà mái dầu, không biết thế nào nha. Chúng ta thấy nè, phở kê gà 120, phở xum vầy 1, 120, phở xum vầy đặc biệt 159, bún giả cầy 79, cháo sườn sụn Hà Nội 55, cơm cháy 3T, cột đèn Hải Phòng 98. Qua đây chút xíu nữa. Ngọc kê trần 115, kê xào giá hẹ 120, gà hấp mắm nhĩ 250, combo lẩu chức 580, lẩu ngọc kê 450, lẩu lỗi rùa, bò dập bọng 350. Ở trên đây chúng ta thấy là có gì đây, mình mở ra từng cái mình. Ớt, chanh, tỏi, ok, muối tiêu nằm kia, nước tương. Rồi bây giờ chúng ta nhìn qua cái thực đơn nhẹ nhàng hơn. Cái nãy mình gọi mình được qua bên đó cái mình. Đây mình sẽ ăn cái phần phở má đùi nước trộn 60.000 đồng. Ngoài ra họ có cái phở miếng gà tô thường nước trộn 50, phở miếng gà tô đặc biệt nước trộn 65. Mình ăn cái tô 60 các bạn nha. Mì hoành thánh ở đây á, tô thường là 50, tô đặc biệt là 60. Rồi tô 60 mà. Thì gọi tô 60 mà. 60 nó 65. Đâu có, ý là cái tô đặc biệt là 65. Rồi đây bánh quẩy nè, bánh quẩy là bánh quẩy Hà Nội nè. Nhỏ nhỏ vậy thôi. Chút chút nha. Xong. Bây giờ chúng ta ngồi đợi ăn thôi. Quên nó có nước uống nữa. Ở đây là họ bán nước mơ đá với sấu đá 20.000, trà tắc 15, sữa đậu nành nhà nấu 10.000, Coca với lại Sprite 10.000. Ok, nước suối 10.000. Menu cũng khá là nhiều nha. Gà xé phay 100, gà xé phay nửa con, một con 260 tới 500.000 đồng. Lẩu riêu cua đồng giá. Lẩu riêu cua đồng gà 380.
Hey, tô phở đã đến các bạn ha, 60.000 đồng. Đây là phở gà mái dầu, bây giờ đẩy lên mình. Đúng rồi, hành rất là nhiều. Đó, đầu tiên chúng ta thấy cái phần da gà ha, nhìn có vẻ nó giòn giòn sực sực rồi đó, da vàng rồi đó. Cái này là họ sắc mỏng ra rồi, lọc xương. Rồi cái tô kế bên rất là đẹp, tô đẹp lắm luôn á. Đây các bạn nhìn cái lượng gà bao nhiêu miếng vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, khoảng 10 miếng. Rồi, bánh quẩy. Họ lọc xương luôn rồi. Đúng rồi, họ lọc xương ra rồi. Rồi, bây giờ mình ăn thôi. Lấy tương rồi đi mình. Nghe mùi thì thơm lắm nha. Cái mùi nó lên lên mùi á. Okay. Đây, hành lá rất là nhiều. Ủa, không có tương ớt mùng thương hả? Rồi. Bỏ ra, bỏ ra. Rồi, bỏ ra, đổ tương này, ok. Rồi, cho thêm miếng ớt, miếng tỏi, tỏi chanh. Ngon tỏi đó. Rồi, được. Ok. Đó là phải lấy thêm ớt kia đó, đúng rồi. Rồi, quay cận cảnh các bạn xem cái phần ớt nha. Thì mình mang một phần phở gà ha. Có một chữ các bạn, ngon, thực sự là ngon. Ngon từ phần gà, phần nước, tới cái phần ớt luôn. Bây giờ là phần nhận xét của mình đã. Nhận xét mình. Thứ nhất là cái phần gà ngon. Họ lọc sẵn xương nè. Rồi. Cái thịt thì nó không có bị khô. Rồi. Cái da thì nó lại giòn giòn, nó cứ cắn nó nghe gợp gợp, nó đã. Ok. Cái nước lèo thì thứ nhất là nước trong, nước khá là trong nha. Rồi. À, vị đầu tiên của nó thì mình vô lưỡi mình á sẽ là cái vị mặn nhẹ. Ok. Cái phong cách của người ta nấu là mặn á, chứ không phải là mặn mịch chua chát gì đó. Đúng đúng, hiểu. Nó rất ít ngọt, nhưng rồi. Mà cái chúng là theo hơi hướng giống hơi lai nam mình. Ok. Rồi nhìn nữa ta. Cái đường đen ngọt. Xịt vô một miếng thì cái nó sẽ làm dậy cái mùi của nước lèo hơn chứ. Rồi ok. Nó không có mặn, đường không có mặn. Rồi cái bánh quẩy mình chưa ăn. Ok, ăn bánh quẩy đi. Rồi bây giờ tới phần nhận xét của mình hả các bạn. Đầu tiên chính là cái phần mình thích nhất, chính là phần gà. Gà rất là ngon, dai ngọt thịt, cái phần da giòn giòn sực sực. Cái phần nước phở đây là phở Bắc. Cái vị đầu tiên cảm nhận đúng như mình nói, nó sẽ là vị mặn mặn. À, tuy nhiên nó sẽ mặn ở mức độ rất là nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với phở trên đường Lý Chính Thắng. Lý Chính Thắng là phở gì quên rồi. Phở Dầu, ở phở Phú Gia thì phở Phú Gia nó sẽ mặn hơn đây chút xíu. Cái vị này mình nghĩ là sẽ hợp với người Sài Gòn, có nghĩa là mặn nhẹ thôi. Người Sài Gòn ăn được. Nhưng đúng rồi. Không phải là chính xác cái vị của người Sài Gòn. Đúng rồi. Vẫn ăn được. Tại vì vị Sài Gòn nó sẽ ngọt ngọt hơn chút xíu. Ở đây nó sẽ không ngọt mà nó sẽ mặn mặn, nó mặn mặn các bạn. Ngon, mình dùng từ là ngon nha. Tuy nhiên đối với người mà người Bắc á thì có thể cái vị này nó sẽ chưa có đủ độ mặn. Chưa đủ độ. Đúng rồi. Ở đây hành rất là thơm nha. Và mình cực kỳ thích cái phần ớt. Mình nói đây cái phần tương ớt rất là cay và thơm. Bạn nào mà thích ăn ớt thì hãy qua đây ghé thử ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chấm bánh quẩy vô để xem bánh quẩy thế nào. Ồ, cắn một cái nghèo rộp rộp rồi đó. Không có dầu không? Không có dầu mà hơi khô. Đúng rồi, phở bắt cái bánh quẩy nó sẽ vậy á, chứ nó không có mềm. Hà Nội. Đúng rồi, đúng rồi. Bánh quẩy ngoài Bắc là vậy mà. Nó sẽ nhỏ nhỏ vậy thôi. Dạ, cứng. Đúng rồi, dầu mới chấm. Đó, có gì đó. Rồi. Rồi, mình có gọi luôn cái ly nước sấu nha. Một ly nước sấu là 20.000 đồng. Đây, sấu Hà Nội. Đợt ra Hà Nội mình có quay cây sấu rồi. Mình mới ăn cái phần bánh quẩy các bạn, nó cũng là nó hơi cứng xíu á. Này nó phải mềm xíu á, nó giòn cứng quá. Nó giòn, nhưng mà sao nó có vị cứng ngô xíu. Ừ. Rồi. Không khuyến khích ăn bánh quẩy, nhưng mà ăn phở gà, ăn ớt rất là ngon. Bạn tất cả là ba trái sấu nha. Cái này hạt lớn, vị chua ngọt vừa phải, nó hơi lên men chút xíu rồi. Cái phần nước sấu này cũng khá ngon, ngọt nhẹ trong cái phần nước. Đây là tổng số tiền các bạn. Phở má đùi 2 tô 120, khăn lạnh 4.000, nước sấu 20, coca 10, quẩy 16.000 đồng. Tổng số tiền là 170 nha. Ở đây có một điểm mình rất là thích, chính là cái sọt rác. Đó, cái sọt rác các bạn nhìn kia kìa, nhìn đẹp ha.
Ở đây họ mở cửa từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối nha. Và ngày mùng 1, ngày rằm họ vẫn bán. Và bây giờ chúng ta từ quán phở ha, chạy về hướng của nhà thờ Đa Minh Ba Chuông trên đường Lê Văn Sĩ, có nghĩa là hướng về quận 3 và quận Nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Một lát nữa các bạn nhìn bên phía tay trái chính là nhà thờ Đa Minh Ba Chuông ha. Đây, từ xa xa chúng ta đã thấy ha, bên phía tay trái nhà thờ Đa Minh Ba Chuông.